Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Sava Deckpay, một dòng xe đạp full carbon cực kỳ là cao cấp đến từ thương hiệu của Đức. Và xe thì được sử dụng bộ đề chuyển động sau là Shimano DXT, nó là dòng phụ tùng cao cấp nhất của dòng Shimano về địa hình rồi. Và cái giá bán chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 11.800. Đây là một cái mức giá mà nó rất là rẻ trong một chiếc xe đạp thương hiệu tốt này, khung carbon và bộ đề chuyển động rất là cao cấp, sử dụng bộ khung carbon này, sơn xi là nguyên bản này, nước sơn dán tàn thuốc và với đèn đỏ cực kỳ là thể thao và rất là đẹp. Cái màu này cực kỳ nhã nhặn này, phù hợp với rất nhiều lứa tuổi. Tổng thể xe thì còn tương đối là mới, như các bác nhìn là trên hình chỉ có là những cái vết xước nhỏ do quá trình sử dụng và xe bãi không thể tránh khỏi. Model Deck Pro Bay thương hiệu Sava, màu sơn cực kỳ đẹp. Được bộ đùi trục rỗng và gạt đĩa trước là Shimano DOG. Đề sau là Shimano DXT với 10 líp chuyển động và 3 đĩa cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Bộ vành bánh là 27.5 inch, vành nguyên bản, vành lốp nguyên bản, bi vòng túi lỗ. Phần ghi đông của chiếc xe thì được trang bị ở đây là tay bấm xả DOG và cụm phanh dầu, cụm phanh dầu của Shimano. Giảm sóc theo xe, sóc dầu. Bánh trước cũng bi vòng, bánh bánh nguyên bản. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa cọc yên tới tâm củ phốt là 56 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng mét 6263 đến 7273, mét 75 đi phù hợp. Bộ đề DXT 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau, chuyển động rất là mượt mà, bạn nhìn trên hình nhìn xuống nhẹ nhàng. Chiếc xe đang được bán trên mức giá chỉ có là 11.800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, còn với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.